Ok, và chào mừng em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Ui, lâu lắm mới quay trở lại với làm video ấy nhờ anh em nhỉ. Sau một chuỗi ngày gọi là ốm lê lết thì hôm nay mình đã quay trở lại với Brutato. Thì hôm nay mình sẽ làm con nhân vật The Warp. Con này thì sẽ chơi thiên về giáp anh em nhá. Cộng 8 giáp lúc đầu game này. Giáp sẽ được tăng 25% bắt đầu với một cái tăng cấp vũ khí này. Trừ 200 range này. Né tránh bị trừ đi 100%, max HP và range bị trừ đi 50%. Ok, mình sẽ chơi con này và mình sẽ chỉ chơi một mình con này thôi. Và vũ khí mình sử dụng thì sẽ là một cái vũ khí mà chơi thiên về giáp một chút. Bởi vì con này mình thấy được tăng khá là nhiều giáp. Cho nên mình sẽ chơi với lại cái Spiky Shield đi. Cái khiên Spiky đi. Đấy, cũng được. Ok. Item à? Item thì mình nghĩ là mình sẽ chơi kết hợp với lại ba cái này nữa luôn. Là mình sẽ tổng cộng là mình có 4 cái tăng cấp vũ khí. Ấy, Dancer 5 này. 4 cái tăng cấp vũ khí là mỗi một quay mình sẽ được tăng đâu đó là 8 giáp đúng không? Nếu như mà mình tăng cấp vũ khí mà mình cái con mà siêu con bật khiên xung quanh thì cũng hay phết. Con đấy nhiều nhiều giáp tăng lên là cũng được ấy chứ. Hôm nào làm thử con này kết hợp với con đấy thử xem nó sẽ như thế nào nữa nào. Mình định làm con này kết hợp với lại con Knight cơ, nhưng mà con Knight kia ấy khi mà có càng nhiều giáp ấy thì đam ngắn của mình càng nhiều. Mà mình lại không tìm ra được cái vũ khí nào mà nó chơi theo kiểu là vừa đam giáp vừa đam ngắn, cho nên là mình bắt buộc phải chơi đơn đấy chứ. Chơi với một mình con này thôi chứ. Khi mà lúc đầu là mình định chơi kết hợp cùng với con Knight cơ, để cho nó thiên hẳn về cái giáp luôn. Nhưng mà rất tiếc là cái vũ khí mình thì không tìm được cái vũ khí nào mà vừa chơi đam ngắn lại vừa chơi đam tử giáp. Cho nên là thôi, không chơi cái đơn kiểu đấy được. Bây giờ thì chúng ta sẽ mua thêm cái khiên nữa này. Một khiên này. Rồi, một khiên thôi. À, thêm khiên xanh ở dưới này đi nhỉ. Hay là mua thêm mấy cái linh tinh gì ở này cũng được này. Thôi, mua thêm một cái đây, à không. Mua thêm cái bả đi. Mua thêm cái bả đi. Đây, bết đi. Ok. Quay 5 này. 11 máu, hơi ít máu nhỉ. Từ nãy giờ mình có tăng máu tí nào đâu. Toàn tập trung vào mua đồ mà để cho nó lấy vũ khí à. Giáp mình cũng không thèm tăng thôi chứ. Máu mình không thèm lấy luôn, từ nãy giờ chỉ số lên ít. Bây giờ hết quay tập trung lấy thêm chỉ số máu với các thứ nữa. Chứ dựa hết vào giáp bên kia thì cũng không ổn lắm. Quái nó mà vây vào máu ít như kia dễ đi lắm ấy. Rồi. Xong quay 5 này 220 đồng, tính ra chơi con này cũng ít ít material với các thứ rơi nhỉ. Không nhiều material lắm đâu nhá. Thêm một cái khiên nữa đi. Đây một khiên nữa này. Khiên tím. Cái này thì chắc là cần thêm cái. Từ từ nha. 132 đồng. Thêm được cái này tăng né tránh à. Nhưng mình đang thiếu speed kia kìa. Cần speed ý. Cái này tăng đam đánh boss với elite. Này tăng được này. Ok, quay 6 này. Nói chung mà lâu lâu không chơi lại cảm giác nó cứ lạ lạ kiểu gì anh em ạ. Từ cái hôm mình bị ốm phát là mình không động đến game luôn, là cảm giác nó cứ bây giờ quay trở lại cảm giác nó cứ mới nó cứ kiểu gì ấy, không quen nhịp cho lắm. Trước thì đồ nào nhớ lắm, giờ thì cứ kiểu như mới luôn ấy. Ờ, rất là kiểu một trò chơi mới quay trở lại sao ấy. Đồ là cái thứ là quên hết sạch cái tính chất của nó rồi. Ôi, vẫn đánh được. Ok. 15 máu, ít máu nhở. 45 rain. Mua rain làm gì? 9 tốc chạy này. Này thêm 9 tốc chạy nữa này. Cái này lấy được này. Hút máu trừ 2 vết tinh. Từ nha.
159 đồng. Đây, lấy thêm cái này nữa. U7 này. Dừng lại khi nắng đã phai. Đam to lắm. Đam tính theo giáp mà. Giáp mình quay nào chả được tăng. Cho nên là kiểu gì đam nó cũng sẽ tăng. Nhưng máu ít quá. Máu như này quái động và hai động phải đi luôn đấy. Tăng được máu thêm nữa thì ngon. 131 đam. Đam mày thừa đánh Elite với Boss rồi. Bởi vì đến cái lúc quay 20 ấy, thì mình sẽ được tăng khá giáp nữa. Nên là việc đam nó sẽ tăng lên theo thì không phải lo việc đam đánh Boss nữa. Giờ lo thêm tí máu ấy, tốc đánh ấy, cái thứ để trâu hơn, trâu bò hơn thôi. 15% attack speed. Được chứ nhở. Lấy 15% attack speed này được. 12% đam cơ bản này. Ok này. Cái này có thể gây đến độc này. Từ nha. Lấy thêm cái gì bây giờ đây à? 15 máu này. Đấy. Cái này thêm kinh nghiệm không? Này, đam từ tốc chạy này. Tốc chạy cái này thì thôi không cần lấy này. Cái này thì thêm trừ 2 vết tinh, thêm mút máu. Thêm cả số lượng quái luôn được. Ok. Quay 8 này. Nốt quay 8 này xong thì đến quay 9 thì chúng ta sẽ có item đỏ đúng không? Lúc đấy để xem mà có nên lấy thêm cái item nào nữa không. Item xịn xịn lên. Tăng cấp sức mạnh lên. 177 đam. Giờ đến quay 20. Đến quay 20 phải lên được đến 400 đam, 400 đam ấy chứ. Mất nhiều máu quá ha. Mất nhiều máu nhưng mà vẫn hồi kịp được. Vừa hồi máu vừa hút máu mà. Mặc dù là không nhiều nhưng mà đủ dùng. Này cảm giác quái vẫn hơi thưa nhỉ. Tí lấy thêm đống quái, tăng số lượng quái nữa vào cho nó đông lên. Chém cho nó thích. Xả cơn giận xong những ngày ốm mất. Mấy ngày ốm. Cái này thì 6 năm ngắn, mình không chơi năm ngắn. Tốc độ đánh này. Khiên kia thì thôi. Đây, item bỏ đây rồi. Có thêm item bỏ, mình sẽ lấy thêm cái này này. Thêm cái tăng lắc này được không nhỉ? Tăng lắc này cũng được. Ok, à từ từ. Mua. Tính ra mua cái giảm giá trước ấy nhỉ? Cho đồ những cái thứ rẻ hơn. Quên xử mất ấy. Ừ. Mình nhớ trước là mình cần mua cái giảm giá. Xong bắt đầu mình mua đồ những cái thứ để cho nó giảm. Giảm cái lượng tiền để mua đồ đi. Quên mất. Đấy anh em thấy không. Có phát đánh chí mạng lên được 400 bao nhiêu rồi kìa. Ổn phết. 200 đam. Chí mạng thì không có nhiều lắm đâu, thi thoảng nó mới đánh được một phát chí mạng thôi. Nhưng mà cũng ok. Mình mà đầy máu mình đi ăn quả là mình còn được tăng lắc đấy nhờ. Mà tăng tương đối lắc lên một chút. Tí nữa mình sẽ chơi cái trò lấy vé số xong mà tăng tiền với muốn mua gì mua. Ui, quay 9 mà tăng lên được 800 mấy đồng kìa. 839 đồng. Nhiều cho phết. Giáp này, ui 75 giáp rồi cơ. 77 giáp rồi kìa. 9 tốc chạy. 4 đam nguyên tố. Từ nha. Cho là 15% attack speed này. Cái này lấy 16% đam cơ bản này. Cái này lấy 15% attack speed nữa này. Làm kỹ sư thì lấy làm gì đúng không? Cái này thì lấy thêm đây, lấy thêm cái này tăng máu cũng được này. À nhưng mà cái này phải thêm đam ngắn cơ. Mà cái melee dam. Melee respawn. À melee respawn. Melee vũ khí melee dam là được rồi. Ok, cũng được đấy. 12 lắc này để mà mua cái
mua cái vé số để cho nó tăng cái lượng serial lên thì chắc cũng chưa mua được đâu. Chưa tăng đâu, bởi vì cái may mắn đang ít quá. Tỷ lệ nó sẽ không quy đổi được ra nhiều material đâu. Nên là cứ phải mấy quay nữa. 1-2 quay nữa tăng được cái lượng luck lên khoảng 50-60 ấy. Thì lúc đấy mua cái vé số thì nó mới cộng nhiều material. Cộng 500. Vẫn đánh tốt đấy chứ. Đứng im thử coi. Đứng im thì chắc là vẫn đánh được thôi. Ok, đứng im thì sẽ không nhặt được mật serial nên là phải di chuyển thôi. Năm trăm bao nhiêu đam? 508 đam. Nhưng mà dựa chí mạng nữa, nếu như chí mạng nó nổ thì đam sẽ được x lên to luôn. 0% chí mạng mà thi thoảng nó vẫn chí mạng được phát lặng hên đấy. Từ mình roll xem ra được 15 lắc không. Ra được 15 lắc thì mới lên 15 lắc. 3 giáp, 9 né tránh, 15% attack speed. Đây 15 lắc đây. Cái này lấy được nhá. Cái này thì kéo xuống xem nào. Lắc. Cái này vũ khí là người đang lấy được này. 97 lắc đây rồi. Có 97 lắc thì tha hồ mà mua vé số đây rồi. Đây. Kiểu gì nó cũng cộng mà. Đấy. Bắt đầu có may mắn vào phát là nó cộng ngay. Nó cộng thật luôn đấy chứ đùa đâu. 2.900. Rồi, 2.900 xem lên trên này mua thêm cái gì nào. Cộng 5 giáp này. Cái này thì drop. Lấy thêm cái con chuột đi. Con chuột để tăng thêm cái số lượng quái. Rồi. Đang bị âm từng kia cái harvesting. Giờ muốn hết âm harvesting thì kiếm cái xe. Kiếm xe nó cộng 40% harvesting ấy. Lấy cái đấy để cho nó đỡ âm cái harvesting đi đã. Chứ không để âm 25% harvesting kia nó hơi khó chịu. Đây. Ok chưa? 56 dam. Dam này kia chắc được rồi. Ok, quân 11. Hai 260 dam mà vẫn đánh tốt. Tầm này là cứ vào đánh thôi. Chứ mua đồ làm gì nữa. Khỏe, tầm này khỏe rồi. Tầm này là đánh quái cái thứ thoải mái rồi này. Không cần phải lo về đồ nữa. Máu như kia là ổn đủ dùng rồi. Không quá nhiều nhưng mà không thể dễ bị chết được đâu. Bởi vì mình có cả hút máu lẫn hồi máu mà. Nên là thoải mái đi. Hai con súng đen. Rồi xong con 11. 2.986 đồng. Mấy cái này bỏ đi. 79 mạng này. 20 lắc này. Mấy cái này thì lấy thêm cái gì bây giờ nhỉ? Kinh nghiệm trừ 3 HP. Lấy thêm đây. Tăng thêm cái đống đam này. Hồi máu này. Này tăng lên 9 mạng này. 10 lắc. Hút material. Thêm cái này. Ok, thế thôi cũng được rồi. Quân 12. Quân này có elite. Con elite này khó chịu đâu phết này. Ui, lấy cái một tăng 100% kinh nghiệm xong. Nó tăng level nhanh chưa kìa. Cái ống chạy level nó chạy mầm luôn ấy. Dam nó tăng nhiều luôn. Dam giờ lên chưa chí mạng đã có 660 dam rồi. Chí mạng lên là 1.320 dam luôn. Dam to luôn.
Ok. Đứng im thôi, đứng im thôi. Tí nữa lấy thêm cái hút mà serial nữa là đứng im được rồi đấy. Chơi tới kiểu vua lười luôn. Đứng im luôn. Xuồng, cả đống mà serial đâu. Trừ 8 speed. Cái này nếu như dính đam thì sẽ được cộng thêm speed, cộng giáp và cộng cái knockback. Cái này lấy được nhá. Cái này bỏ này, bỏ này. 15 lắc, 1200 đam. 60 range, hết âm range cái nào. Cái này lấy thêm 15% attack speed này. Cái này thì lấy thêm cái ống nhòm nữa đi. Đây, thêm chí mạng, thêm cả range luôn. Ok chưa? Cái này thì cộng 400 mà thêm drop. Thêm cái này đã đi. Ok. Đấy, hết âm brain rồi này. Hết âm brain rồi đấy. Lấy thêm cái này. Đấy, ok. Thêm được một chút quái với lại thêm một chút mà thêm drop nữa. À bầu. Lấy cái hút mà thêm drop lại quên xứ rồi. Thôi để quay sau. Quay sau cũng được mà. Ấy, bắt đầu đông quá rồi đấy. Nó phải đông đánh nó mới xuống. Rồi. Vẫn nuột, vẫn nuột, vẫn nuột. Vẫn đang rất nuột. Gần 2000 đam rồi ạ. Một giây. Ui 2000 đam kìa. Có phát đánh được 2000 đam kìa. Cổ cái khiên nào vậy? Khiên nào đánh được 2000 đam vậy? 2088 đam. Cái này bỏ này, cái này bỏ này, bỏ này. Cái này roll thế nào? 10% attack speed này. 45 nguyên tố này. 12 tốc chạy à? Được. Đầu tư luôn. Cái này vào roll vào đây lấy thêm một cái gì không? Tính nhãn chả lấy cái gì hay ở trong này nhỉ. Thôi không thì vào quay tiếp theo thôi. Vào quay tiếp theo luôn thôi chứ còn gì nữa. Quay 14. À, quên mất cái hút mà serial rồi. Đấy, cứ bảo lấy cái hút mà serial lại quên. Thôi lại để quay sau vậy. Lấy cái hút mà serial chủ yếu là để hút cái lượng tiền nó rơi. Đỡ đi nhặt thôi mà. Còn bây giờ nhặt thì không nhặt thì vẫn thế. Có dùng gì đến đâu. Buông tay. Mấy con này nó không đi vào đi. Nó cứ đứng rìa rìa ngoài đấy. Xong rồi mình đánh nó nở ra mấy cái con bắn đạn như này. Loạn quá trưởng như này. Úi trời ơi nó loạn. Nó loạn thì thôi luôn ý. Rồi. Xong quay 14, xong quay này vào là phải nhớ mua cái hút một serial ấy nhá. Không lại quên đấy. Cái này thì lấy thêm 12 né tránh. À con này không biết là né tránh, quên mất rồi đi lên né tránh rồi. Tự dưng đi lên né tránh làm cái gì. Nào, hút một serial ở đây. Chuẩn chưa? Ok chưa? Đèn chiếu, đây tăng thêm một đống đam nữa đây, ok. Quay 15, elite đâu? Ui sổ elite. Elite đi nhanh thế. Vào phát mình chạm cho phát đi luôn ạ. Đánh đến cái tầm 3.900 sấp xỉ 4.000 đam như này thì elite vào phải chở bay luôn. Tầm này boss ra còn phải sợ chứ. Ok vẫn đang ok. Chúng ta chiến thắng trận đấu này dễ dàng thôi, không có gì phải lo phải xoắn cả. Trận này win dễ dàng thôi. Rồi, xong quay 15 đi.
3966 đam. Nốt quay này sang quay sau phải lên 4000 mấy đam đấy. Rồi may mắn nó cộng kìa. Cái này bỏ đi, không lấy. Cái này bỏ đi. Lấy được cái này này, lấy được cái này này. Lấy được cái này này. Lấy được cái này này. Ok, quay tiếp theo luôn, quay 16. Đứng nghìn thôi, tầm này đứng nghìn thôi. Ấy, 4292 đam kìa. Bảo ngay mà mỗi một quay trôi qua giáp nó tăng mà. Thì đương nhiên là mấy cái khiên này kiểu gì nó được tăng đam. Cái khiên này nó đam theo kiểu đam giáp, nên chắc chắn là sẽ được tăng đam rồi. Gần 5000 đam một phát đánh. Ghê ra phết. Đây quá chưa đông lắm ấy nhá. Quán nó đông nữa, nhìn nó còn ghê nữa, nó còn sướng nữa cơ. Mười mấy giây ấy thôi. Mười mấy giây mà còn quay 17, 18, 19. Còn 3 quay nữa. Quay 20 thì không tính tiền. Quay 20 vào phát là mình sẽ win luôn đấy. Bởi vì đánh đến cái tầm mà 4000 mấy đam này thì bot không chịu đâu. Bot ra phát chết luôn. Cái này bỏ này. Cái này lấy thêm 4 giáp này. Cái này lấy thêm 3 giáp này. Rồi vào quay tiếp theo, quay 17 luôn nhá anh em nhá. 104 máu, 4754 đam kìa. Ui 5004 đam kìa. Đam mọi người, đam ác lắm. Đam nó gọi là kinh khủng luôn đấy chứ. Giờ thì có cái đam nào chịu được nữa. Gần 6000 mà Sura không động gì đến luôn. Ác ôn thật. Trước cái đợt mới chơi game này lên được đâu đấy vài trăm. Mình nhớ cái đợt mà chơi con server hay là con nào ấy, mình chơi mà mình tích được cái lượng mà serial lượng tiền ấy, đến mấy nghìn thấy căng lắm rồi. Xong về sau có mod vào cái mấy nghìn nó quá là đơn giản luôn, nhoáng cái lên là mấy nghìn. Rồi xong cái 17 này. 6638 cái này lấy được này. Cái này bỏ đi. Muốn hồi máu này. 100 attack speed này. Ok, nốt quay 18 19 nào. 18 18, nốt quay 18 xong xong quay 19 nữa là ok đấy. Là ổn đấy. Quay 18 15 mấy con mọc sừng nâu nâu thì thích nhỉ. 5000 đam ạ. Máu cũng kiểu tăng tụt liên tục ấy chứ. Nhưng mà không sao, có hồi máu hút máu thì sợ gì. Rồi ok, 20 giây nữa là xong quân 18 này. Nhẹ nhàng thôi. Ok, xong quay 18 anh em ơi, lên quay 19 nào. Kết thúc trận đấu thôi nào. Rồi. Hòm này không lấy. 15 lắc. Giáp. Ok. Ô, thêm một slot vũ khí này. Thêm một slot vũ khí nữa thì vào đây lấy thêm cái gì bây giờ nhỉ? Kiên lấy cái thứ. Lấy hết rồi, có hết rồi. Kiên thì thôi, thì cầm thêm cái khiên này cũng được. Đấy, coi như là nó ra một cái tăng slot vũ khí thì mình lấy thì mình luôn lưng khiên được. Không mình nghĩ nó ra item ngon như thế thì không lấy. Lượng mà Sura của mình cũng, nó cũng cho phép là có thể lấy được. Thì tôi cứ lấy đi. Chả thiệt ai đâu mà. Để cái tầm quay 19 này đông quá cho phép này. Quay 19 này bao giờ nó là một trong những quay mà lắm quái. Bởi vì nó là quay gần cuối đến quay 20 mà, nên là nó sẽ đông quái hơn so với bình thường. So với những cái quay
Bình thường mà có elite nhưng mà không xuất hiện elite mà kiểu đông quá ấy, là cũng ngang ngửa đấy. 11 giây. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, sau game 19. Và game 20 một phát win luôn anh em nhá. Không mấy nhiều này. Và phát win luôn này. Đâu? Game 20 đâu? Đây, ok. Và phát win luôn nhá. Chiến này. Ồ, ok anh em. Bảo ơi, và phát là win luôn mà. Để xem mở khóa cái gì đây. Ồ, mở khóa cái mở khóa cái item này là cái item tăng đam từ giáp này. Cái item này mở khóa tăng đam từ giáp à? Thế thì sẽ có những cái item khác mà mở khóa được từ những cái quan nhân vật khác đúng không? Ngon. Thế thì nó phải có cái tăng attack speed từ giáp nhỉ? Ok, thôi được rồi nhá. Để hôm nào để mình rảnh mình ngồi mình mở khóa xem là nó sẽ nằm một con nhân vật nào. Để lấy thêm cái item mới nữa nó cũng ngon. Ok. Cảm ơn anh em đã theo hết video của mình về con nhân vật Dwarf này. Nếu như anh em cảm thấy video hay để lại cho mình like, subscribe kênh và đừng quên comment xuống phần bình luận nha. Bye bye mọi người, see you again later.